Tôi chào, kính chào quý vị khán giả, lời chào thân mến nhất. Quý vị đang xem chương trình live show trực tiếp của đài truyền hình KVLA trên băng tần 56.5 và 57.11 đài Việt Sanh. Hôm nay là chương trình Cổ Nhạc Phương Nam, có chuyện gì đặc biệt phải không chị Đan? Ba người lần mà, như ba ông táo mà. Dạ đúng rồi. Còn có một ông với một bà mất hết ông rồi đó. Dạ, Kỳ Duyên nói đi. Kỳ Duyên nói rồi thiếu ai? Còn thiếu nghệ sĩ Văn Trung. Ồ, cái kia, chú Lễ đó. Dạ, mời bà Bảy. Chắc có lẽ là tướng Châu Ngọc Đá muốn bác Bảy ra đây để nói một vài câu chuyện để mà nghĩa là mở đầu cái đêm sinh nhật của bác Bảy phải không? Dạ đúng. Đúng rồi. Bây giờ dạ. Trước hết Văn Trung tôi xin kính chào toàn thể quý vị khán giả kính mến. Kính thưa quý khán giả kính mến, kính thưa quý quan khách và cũng thân chào quý bạn đồng nghiệp thân thương. Kính thưa quý vị, Văn Trung tôi rất hân hạnh được ban giám đốc đài KVLA trên băng tần 56.5 và đài Việt Sinh 57.11 do cô Ngọc Nữ làm giám đốc cho phép ban cổ nhạc Phương Nam do trưởng ban là Tuấn Châu đứng ra tổ chức ngày sinh nhật của Văn Trung được tròn 87 tuổi. Và với sự thương yêu đầy hữu ái và nghĩa tình mà tôi vừa nêu trên, Văn Trung tôi không biết nói gì hơn là xin ban giám đốc đài, tất cả những chuyên viên kỹ thuật và Tuấn Châu, Ngọc Đáng cùng các nghệ sĩ hiện diện ở đây nhận lòng tri ân sâu đậm của Văn Trung. Và kính thưa quý vị, có một điều hết sức quan trọng là Văn Trung tôi luôn luôn hoài niệm quá khứ vàng son, biết bao nhiêu ân tình mà quý khán giả thân thương đã dành cho Văn Trung tôi suốt 70 năm qua, đầy một tấm lòng thương yêu và giúp đỡ. Phải nói thật lòng là Văn Trung tôi vô cùng biết ơn, vì trong suốt cuộc đời làm nghệ thuật, Văn Trung tôi nghĩ rằng nếu không có quý khán giả, không có quý bạn đồng nghiệp thì không có nghệ sĩ Văn Trung tôi. Vì nghệ sĩ chúng tôi là những kiếp tầm mang nợ la dâu xanh, mãi nhã tơ để làm đẹp cho đời và đền bù lại tình thương yêu của quý khán giả kính mến. Dạ kính thưa quý vị, có một điều vô cùng quan trọng mà Văn Trung tôi muốn tâm tình sau đây. Với sự thương yêu ái mộ mà quý vị đã dành cho tôi suốt 70 năm qua, thì bây giờ tôi mong rằng quý vị hãy dành lại cho những yêu thương đó cho những búp măng non, những bông hoa mới đang tiếp nối tỏa hương trong vườn hoa nghệ thuật. Chúng tôi rất cần sự thương yêu nuôi dưỡng quý vị đối với các nghệ sĩ trẻ này, để cho nền nghệ thuật cải lương vươn lên và không bao giờ lũng tàn mai một. Đây là qua nói câu chó. Dạ kính thưa, sau hết Văn Trung tôi muốn nói là trong cái niềm hân hoan và hạnh phúc vì còn được đứng trên sân khấu để cùng với các bạn đồng nghiệp mừng ngày sinh nhật, mà trong buổi tối hôm nay là sinh nhật của Văn Trung, tôi xin thành thật biết ơn chư vị thánh tổ, tri ân mạnh thần quý mạnh thường quân, quý quan khách, quý bạn đồng nghiệp hiện diện đêm nay và đặc biệt là quý khán giả trên thế giới. Xin hãy chung vui với chúng tôi để kỷ niệm ngày sinh nhật của Văn Trung. Một lần nữa, Văn Trung được tròn 87 tuổi. Dạ xin hết, bây giờ mời Chí Tâm. Dạ, tôi cho mời anh Chí Tâm, mời cô Phượng Liên, những con chim đầu đàn của nền cổ nhạc. Dạ. Linh Tâm, Cẩm Thu, Thanh Tâm, Cẩm Thu, Thanh Tâm, Philip Nam, anh Minh Phương và tất cả nghệ sĩ có mặt trong hôm nay. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay là ngày birthday của Văn Trung mà Chí Tâm sáng tác một cái bài để mừng sinh nhật của Văn Trung là do Chí Tâm sáng tác. Anh thử ra mời Chí Tâm, nghĩa là mở đầu câu chuyện này như thế nào xin cho khán giả biết. Yeah, mở đầu câu chuyện nữa. Và trước hết Chí Tâm kính chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả thân thương đang thưởng thức chương trình TV của đài nói chung, và với tấm lòng thương yêu bác Bảy Văn Trung
ở trong nhà thì Chí Tâm hay thường kêu theo lối miền Nam, đó là tía Giang Trung. Hôm nay thì mừng sinh nhật 87 tuổi của tía Giang Trung, thì Chí Tâm viết một bài này thay lời chúc đến tía Văn Trung. Phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn bằng lời ca. Mà lời ca này là theo sự gợi ý của tía Văn Trung, nói là con viết làm sao cho vui vui, tức là có cái điệu duyên kỳ ngộ. Cái duyên kỳ ngộ này đối chung với tất cả những người nghệ sĩ, là gặp gỡ nhau là cái mối duyên kỳ ngộ giữa thế hệ lớn và thế hệ nhỏ, thế hệ trẻ nữa, thì chúng ta gặp nhau từng nhiều thế hệ, đó là những duyên kỳ ngộ đã cho chúng ta. Vậy thì bài hát chúc mừng sinh nhật Văn Trung với điệu duyên kỳ ngộ, xin mời tất cả bà con cô bác khán giả gần xa đồng thưởng thức nha. Chúc mừng happy birthday danh hài Văn Trung lão tướng, 87 tuổi vậy thì họ tỷ Nam Sơn phước như Đông Hải. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Văn Trung lão tướng, Văn Trung lão tướng. Tiếng cười rộn rã vang lên theo sắc màu ánh đèn sân khấu, biết bao vinh nhục thăng trầm và tiếng Văn Trung nụ cười bất ngờ. Dạ kính chào quý khán giả ân nhân, kính chào quý đồng hương kính mến, quý anh em đồng nghiệp xa gần đã đến chung vui đồng tình thâm thiết. Tạ tình khán giả tri ân thương mến Văn Trung suốt 70 năm liền, Văn Trung suốt 70 năm liền. Văn Trung tôi cảm động vô cùng, suốt cuộc đời nhớ mãi không quên ơn sư thầy tổ nghiệp thiêng liêng. Chỉ chúng yêu lưu lệ một nhà, đồng chúc mừng sinh nhật Văn Trung. Happy birthday to you. Bây giờ thì tôi cho mời chị Mai Lê Huyền có thể lên tặng bác Bảy, lên tặng hoa và tặng những có những người chị gửi cho bác Bảy những bao lì xì nhỏ nhỏ. Tuấn Châu cũng xin đầu tiên thì cũng có người để gửi lì xì cho bác Bảy. Anh Huân ở Texas chúc mừng sinh nhật bác Bảy Văn Trung được dồi dào sức khỏe, tiếp tục mang tiếng cười đến cho khán giả của ít lòng nhiều. Gửi cho bác Bảy $40. Anh Kiệt ở Garden Road xin gửi ủng hộ bác Bảy $20. Thọ tỷ Nam Sơn. Chị Mỹ Lan ở Westminster chúc mừng sinh nhật bác Bảy Văn Trung, dạng sự như ý dồi dào sức khỏe và ủng hộ $40. Đầu tiên có người mở hàng liền bác Bảy ơi. Mời chị Huyền. Dạ Mai Lê Huyền xin kính chào tất cả quý vị của đài KPL và chào tất cả quý vị có mặt tối hôm nay. Chỗ nào mà có Tuấn Châu là hẳn nhiên sẽ có Mai Lệ Huyền xuất hiện. Nhất là Mai Lệ Huyền rất là thân tình với gia đình của anh Văn Trung. Anh thành ra rất là lâu trong thâm tình anh em mà đi diễn với nhau cũng mấy chục năm rồi phải không anh? Thì ngày hôm nay Mai Lệ Huyền xin kính chúc anh được sức khỏe dồi dào và sống quá lâu hơn mấy trăm tuổi.
cũng như gia đình của tiệm vàng Kim Mỹ ở San Diego. Tức là Tú Phương lúc nào cũng ưu ái và thương mến anh Văn Trung. Đáng lý tối hôm nay Kim Mỹ cũng có mặt, nhưng mà giờ chót thì không biết là như thế nào mà không có thể tới được. Thành ra xin gửi cái bao thơ này cho anh. Nó mỏng mỏng chắc cũng được Ok, dạ, rồi Mai Lệ Huyền làm xong phận sự. Xin chúc mừng anh Văn Trung. Chúc mừng Tuấn Châu có một cái chương trình cổ nhạc rất là hay. Chị Huyền lúc nào cũng theo dõi. Dạ, cảm ơn chị Huyền rất là nhiều. Cảm ơn chị. Dạ, kính thưa quý vị, cô Kim Mỹ, tiệm vàng ở San Diego đã gửi 222 đồng. Lại thật cả gửi thêm một cái thơ chúc mừng sinh nhật Văn Trung rất là hay. Tôi xin đọc đây cho quý khán giả thưởng lãm. Mừng chú Văn Trung 87 năm, sống trên trần thế nức tiếng tâm. Chú cười khả rạp cười nghiêng ngửa, chú hát ai nghe cũng ấm lòng. Thanh minh dạ ly hương chú diễn, hùng cường bạch tiết chú đóng chung. Cầu mong chú sống trên trăm tuổi, nghệ sĩ Văn Trung mãi lẫy lừng. Bác Yên Lan có thể lên chúc mừng sinh nhật của bác Bảy. Kính chào anh Văn Trung. Chào anh Yên Lan. Tôi với anh Văn Trung ở sân khấu thì không nhiều lắm, nhưng riêng thâu trong video với audio thì rất nhiều tuồng của tôi, phải không anh Trung? Đúng vậy, đúng vậy. Đêm lạnh chùa quan Tây Thi, và tôi anh Văn Trung hội ngộ nhau trên sân khấu Việt Nam Minh Dương khoảng năm 1971-72 gì đó. Minh Dương tách ra khỏi Kim Trung thành lập đoàn Việt Nam Minh Dương, bắt hai người soạn giả thường trực, đó là Loan Thảo và Yên Lan. Tôi lúc đó là soạn giả thường trực của Kim Trung, nhưng Minh Dương đã trả tiền hợp đồng và tiền lương gấp đôi, nên tôi đã về công tác với Việt Nam Minh Dương một năm. Trong đó thành phần nòng cốt có nữ nghệ sĩ Phượng Liên và nghệ sĩ Văn Trung làm vai hài chánh. Và cái vở Nắng Thu Về Ngõ Trúc dường như rất thành công, phải không anh Văn Trung và cô Phượng Liên? Vì cái kỷ niệm đó, hôm nay tôi gọi anh là lão tướng, bởi vì anh đã 87 rồi. Đó. Trên dòng đời của mỗi người nghệ sĩ, người ta đóng góp tới 70 là mòn mỏi lắm rồi. Không ngờ anh Văn Trung tới giờ này 87 tuổi vẫn còn sung mãn trên sân khấu như thở nào, tiếng cười rang rãng dậy tiếng cười. Và xin chúc anh tiếng cười lừng lẫy mãi đến ngày sau. Để chấm dứt, tôi xin đọc 6 câu thơ tặng riêng cho anh Văn Trung. Thân tặng lão tướng Văn Trung, phát họa sơ qua cuộc đời của lão tướng. 87 tuổi vẫn còn tươi, sân khấu rền vang rộn tiếng cười. Tuổi trẻ một thời vai kép chánh, danh hài lưu lại trọn niềm vui. Ngày sau ai nhớ nụ cười, nhìn về sân khấu cuộc đời Văn Trung. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác Yên Lan rất là nhiều. Và bây giờ thì đến cô Phượng Liên có vài lời. Tuấn Châu, như đã thấy vợ chồng anh Sáu Bảo Quốc cùng với Kiều Oanh, Tuấn Châu muốn mời lên đây cho khán giả tất cả chiến ngữ mặt anh Sáu và Hoàng Nhất. Tuấn Châu mời vợ chồng của Kiều Oanh, Hoàng Nhất lên vui với bác Bảy và Hồng Loan, Bảo Lộc. Trời ơi, có Bảo Quốc. Mừng quá. lên đây, đây. Rồi, đứng đây rồi. Đứng đây đó, ông mời Bảo Quốc. Dạ, thưa anh Bảy. Dạ, hôm nay em đến đây là một cái điều rất là vui mừng, là mừng thọ anh Bảy, là một cái người mà như anh Yên Lan đã nói là một lão tướng trong cái làng nghệ sĩ của tụi em. Mà một cái điều đặc biệt nữa là riêng cá nhân em đó, em cũng là một cái người em, một người cháu, một người đệ tử trong cái nghề nghiệp của anh Bảy. Bởi vì như anh Bảy hồi xưa là vô đầu tiên là cũng là một kép chánh, rồi sau này cũng trở thành hài. Em cũng được một cái duyên giống như anh Bảy, là lúc đầu vô cũng tính làm kép chánh đó, mà sao thấy không được, chuyển qua hề cho chắc ăn.
Dạ, nhưng mà khi em theo cái đường của anh Bảy rồi thì em thấy đó là một cái sự thành công. Và một điều vui mừng nhất là anh Bảy là con chim đầu đàn ở trong cái nghề hài của tụi em mà đã làm tôi rạng danh nghề hài. Có nghĩa là anh Bảy diễn hài một cách rất là thoải mái, rất là vui tươi và không bao giờ có vấn đề dung tục trong đó. Cái điều đó là cái điều mà em đã noi theo anh Bảy và diễn giống như anh Bảy. Hôm nay đến đây chúc mừng sinh nhật của anh Bảy, chúc mừng ngày thọ của anh Bảy. Móc ra muốn khóc không phải là vì mình đưa tiền anh Bảy mình khóc đâu, mà mình muốn khóc vì mình quá mừng, quá vui với cái người anh của mình. Và đây là một, không phải là một cái gì hết, mà là một cái món quà mà góp vào để cho anh Bảy uống cà phê hàng sáng, buổi sáng. Và mà trong này cũng có ghi vài chữ: chúc anh Bảy sức khỏe để vợ chồng em đi dự tiệc sinh nhật của anh Bảy mãi 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 mỗi năm. Thú thật là nhận cái ta thơ này với Bảo Quốc á, dân chung tôi mừng mà ra nước mắt khóc này không biết ít nhiều, ít quá thì khóc hay nhiều quá không biết. Nhưng mà sự thật là tấm lòng của Bảo Quốc đối với Bảy dân chung. Vậy rồi không biết nói gì hơn. Rồi dân chung mong sau bất đê kỳ 90 tuổi của anh Bảy đó có mặt Bảo Quốc. Rồi Bảo Quốc nhớ để bao thơ lớn lớn cho anh Trung thành thật. Cảm ơn. Để bao thơ thiệt bự mà cái quà trong thật nhỏ là. Anh Bảy, em với anh Bảy là đứng chung trên sân khấu. Em nhớ là em về Giải Lý Hương năm 1969. Thì từ ngày đó là em với anh Bảy coi như là anh em mình cũng đứng chung sân khấu rất là lâu. Sát cánh nhau lâu lắm. Và em dự sinh nhật của anh Bảy cũng rất là nhiều lần. Và lần này em cũng đến đây để mừng mừng sinh nhật của anh Bảy. Đừng quát chị ơi, cười lắm quá. Em xin mừng anh Bảy, chúc anh Bảy thật là nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi với tụi em. Và anh Bảy vẫn hát hoài hoài, và nhất là tiếng cười của anh Bảy là sẽ vang lên mãi cả trăm năm nữa. Không, nghĩa là tất cả mọi người đều chúc anh Bảy được nhiều sức khỏe và tiếng cười vẫn vang mãi. Một món quà nhỏ mọn của em, gia đình với anh Vinh. Còn cái đây là của Tuyết Nga. Tuyết Nga không đi được, Tuyết Nga gửi đến đây để mà chúc mừng sinh nhật anh Bảy. Rồi. Dạ. Bây giờ thay mặt bà xã của anh, chứ không có ai nữa của mình, bà xã anh với anh à. Thành thật cảm ơn cô Phượng Liên. Cảm ơn cô Phượng Liên. Mặc dầu hiện tại ở hải ngoại này, theo nhận xét của anh Bảy Văn Trung á, mặc dầu cô Phượng Liên năm nay lớn tuổi rồi mà vẫn còn đẹp. Nhưng mà nếu nói giọng ca, mà giọng ca chân phương, thì có thể Phượng Liên hiện giờ vẫn còn số 1. Thành thử ra chúc mừng em vẫn đẹp, vẫn trẻ và vẫn làm nghề mãi mãi trên sân khấu ở hải ngoại này. Dạ, sau đây thì có một món quà nhỏ nhỏ của Minh Tuyền, là nội tướng của Chí Tâm, gửi đến Tía Văn Trung. Dạ, để làm lộ trình đi kéo máy. Ôi, cảm ơn. Em thấy ở trên này tất cả những nghệ sĩ còn đang chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật của anh Bảy. Và cũng như ở dưới em thấy có 2-3 người, chị Hai với chị Sáu nè. Trung Tử Lưu nữa kìa. Trời ơi, chào Trung Tử Lưu. Trời ơi, cảm ơn Trung Tử Lưu. Dạ, chào quý danh cô Thanh. Dạ, cảm ơn cô Thanh, có lòng nghĩ tới bác bè dân chung, cảm ơn vô cùng. Và bây giờ bên gia đình của Tiến Dũng là một người ở trên màn hình là không thiếu. Đây là bà xã của Tiến Dũng. Mời cô và... Dạ, con Quỳnh Hương xin đại diện cho má con là nghệ sĩ Mộng Nguyệt, em gái là Quỳnh Hoa và em trai Tiến Dũng cũng xin kính gửi đến bác Bảy ngày birthday thật là vui vẻ và hạnh phúc. Chúc bác sống lâu trăm tuổi. Dạ, có chút quà gửi bác. Cảm ơn. Xin thay mặt gia đình thành thật cảm ơn gia đình của cô Mộng Nguyệt, chị Quỳnh Hoa và cháu. Dạ, có lòng quà muốn nói với bà. Dạ. Tôi con Bảo Lộc và Hồng Loan kính chúc bác Bảy dồi dào sức khỏe, lúc nào cũng vui tươi và luôn yêu đời, nhất là lúc nào cũng hạnh phúc như bây giờ. Ôi. Còn kính chúc bác Bảy là sống lâu ngàn tuổi luôn nha bác Bảy. Rồi. Gì đó trời ơi.
Dạ, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì mời thay mặt Linh Tâm, cảm ơn. Mời Linh Tâm Long bảo lộc. Tụi con thì không có gì, dạ, chỉ có một chút tấm lòng. Dạ. Con Hoàng Nhất với Kiều Oanh, dạ, Thanh Thanh Tâm, dạ, gửi cho bác Bảy một món quà gọi là chúc sức khỏe bác Bảy lúc nào cũng nhiều sức khỏe, sống lâu hơn 100 tuổi. Dạ. Linh Tâm ơi, dạ, hồi nãy mà Linh Tâm nói rằng hai vợ chồng có một tấm lòng đối với bác Bảy, dạ, nhưng mà ngoài cái tấm lòng bác Bảy đương cần tấm ngân, dạ, tấm ngân phiếu còn gửi luôn, hai tấm còn gửi đủ. Thành thật cảm ơn. Dạ, còn riêng con thì tiếp lời của anh Linh Tâm thì con với lại anh Hoàng Nhất cũng đến đây, cũng may mắn là ngày hôm nay cũng có dịp gặp của lại ba dân chung và cũng đã hùng với anh Linh Tâm. Dạ, ơn. Chúc con thì cũng theo được nghiệp của ba, đó là một hậu duệ hài. Cho nên con cũng mong là ba cũng sẽ khỏe như vậy hoài, rồi để năm nào tụi con cũng có buổi sinh nhật ấm cúng như vậy. Và nếu trong năm nay ba tổ chức một đêm cho ba thì con sẽ là người bỏ hết tất cả các show lo cho ba từ A đến Z. Dạ. Ôi, cảm ơn dạ. Kiều. Dạ. Trời, cảm ơn Kiều Oanh nhiều lắm. Dạ. Thưa anh Bảy. Dạ, tới Minh Phương. Ủa, Minh Phương. Minh Phương. Dạ, từ Florida qua đây biết anh tổ chức sinh nhật ở trên đài TVA. Vợ chồng Minh Phương Mỹ Lệ mang quà nhỏ nhỏ, bị thư bự nhưng quà nhỏ. Tặng anh họ là tất cả mọi việc. Đúng rồi. Trước là em xin chúc sức khỏe anh thật nhiều. Năm nay 87 tuổi. Ráng sống thêm tới 100 tuổi. Trời ơi. Hơn 100 tuổi. 101. Bây giờ thay mặt bà xã anh thành thật cảm ơn Minh Phương Mỹ Lệ từ xa xuống đến đây mà nghĩ tới Bảy. Vô cùng biết ơn. Dạ, dạ rồi. Dạ, cháu là Quỳnh Ba. Mới gặp chú cũng được vài ba lần thôi, yeah, nhưng mà cũng rất là mến tài nghệ của chú từ lâu. Thì sinh nhật của chú thì con tới đây trước là chúc mừng sống lâu trung tuổi, thứ hai là có lì xì để cho chú để vui vẻ thôi. Cảm ơn mình ban nhiều lắm nha mình ban. Dạ, cảm ơn. Thưa chú Bảy, con và Vĩnh Khang chúc bác Bảy sống khỏe, mạnh khỏe, nụ cười luôn tươi trẻ. Yeah. Yeah. Chúc bác Bảy năm sinh nhật năm nay chỉ có 78 tuổi thôi để mà dạ thêm 10 năm extra, mười mấy năm extra chứ 11 năm thêm. Yeah, để rồi. Sống với tụi con. Rồi, cảm ơn Sư Mỹ, cảm ơn Diễn Khang nhiều lắm. Dạ rồi, thành thật cảm ơn. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Bắt đầu chương trình thì tôi cho muốn mời một ca sĩ của đài truyền hình KVOA Trung Tử Lưu sẽ gửi đến tặng cho bác Bảy một bài hát rất là hay, nói rất là ý nghĩa. Con mời Trung Tử Lưu. Dạ, thưa quý vị, xin thân ái kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình truyền hình của KVLA cũng như là Việt Sun TV. Trung Tử Lưu thì mới về cộng tác với đài và rất là vui vì trong ngày hôm nay được gặp gỡ rất là nhiều những nghệ sĩ lớn của nền cải lương. Và trong đó có chị Phượng Liên, Bảo Quốc và đặc biệt là bác Bảy Văn Chung cùng rất là nhiều nghệ sĩ trong một cái sân chơi gọi là cổ nhạc phương Nam. Và được nói chuyện với bác Bảy là đã là một hạnh phúc rồi. Và bây giờ được hát cho bác Bảy nghe nữa thì cũng là một hạnh phúc nữa. Thì thưa bác Bảy, con cũng nhớ cái lần mà con phỏng vấn bác Bảy và bác Bảy gái bác có kể chuyện đó. Thì đây là một cái mối tình mà con rất là khâm phục, bởi vì bác Bảy phải nói là người đàn ông mà rất là ngọt hiếm sót sống trong hành tinh này đó, có nghĩa là rất là chung thủy. Nếu nói chung thủy thì chắc có lẽ là còn không bằng nhiều người nữa cho Trung Tử Lưu. Dạ. Mà Trung Tử Lưu chúc mừng thì bác Bảy thành thật cảm ơn. Dạ. Nhưng mà sự thật không hiểu người ta làm sao chứ. Suốt 72 năm làm nghề, đi học ca từ 15 tuổi, bây giờ 87 tuổi. Thì gặp bà xã tôi năm 1957, thương tới bây giờ mà ở với nhau 51 năm mà không rời nửa bước. Bây giờ dân chung và đặt bà xã tôi là dính như Sam. Dạ vâng, trở lại trong chương trình mừng sinh nhật nghệ sĩ Văn Chung ngày hôm nay thì cô Phượng Liên và đã có chuẩn bị một bài hát để gửi đến tặng cho nghệ sĩ lão thành Văn Chung, đó là bài hát Ơn Nghĩa Sinh Thành, để những người con luôn luôn nhớ ơn cha đã tạo dựng cho mình thành nhân chi mỹ. Và bài hát này Chí Tâm và Phượng Liên hát với thể điệu tân cổ giao duyên. Ơn Nghĩa Sinh Thành thì tân nhạc của Dương Thiệu Tước và
lời cổ nhạc của soạn giả Viễn Châu. Uống nước nhớ vừa tan con về ngang qua bờ rạch nhỏ, con leo lưng trâu khi nó còn đang khoang thai gặm cỏ giữa chiều quê ráng đỏ nhuộm chân trời. Từng trang rồi cha nhìn con mà mỉm miệng cười, con chim nào hồ bóng các tiếng ngóc vang trên cội đa già nghiêng nghiêng soi bóng nước. Sinh thành
quyển sách luân lý giáo khoa thư ra lật từng trang sách nhắc nhở con mình bài học đầu tiên. Cha sinh mẹ dưỡng đức cụ lao lấy lượng nào đông thờ cha mẹ ở ít lòng ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Cảm ơn quý vị. Dạ vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau. Dạ. Cảm ơn anh Tâm rất nhiều. Trở lại chương trình thì chúng tôi muốn mời anh Trung Tử Lưu và hai khách đặc biệt. Anh Lưu có thể bước ra. Đây là những khách đặc biệt từ Việt Nam đã coi những cái chương trình mà qua tới đây. Anh Lưu thưa có thể quý vị, nói. Chúng ta có thể coi chương trình của KVLA qua hệ thống Việt24TV.com và có hai người khách đến từ Việt Nam. Ngoài ra còn chúng tôi luôn còn thấy anh đạo diễn Phượng Hoàng cũng mới đến từ Việt Nam, cũng đến chung vui với Ngọc bác Huyền, Bảy và Ngọc Huyền và ca nữ nghệ sĩ cải lương tài danh Ngọc Huyền nữa. Xin mời bác Văn Trung ra đây tự nhiên. Dạ. Thưa quý vị, hồi nãy thì chắc chúng ta tặng những cái bao lì xì cho bác Bảy để mừng thọ bác Bảy, thì thiếu cái bao lì xì này của chủ nhân của đài truyền hình KVLA, và con được xin được phép là mời hai vị khán giả ở bên Việt Nam, đó là anh Công và chị Lệ, xin mời lên sân khấu. Dạ, để trao cái món quà của KVLA cho bác Bảy. Đây Ngọc Huyền cũng ra nè. Ngọc Huyền trao trước đi. Ngọc Huyền có lời gì nói không? Hôm nay nhân dịp sinh nhật của bác Bảy, con kính chúc bác Bảy phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, và con mong rằng trên sân khấu của đài truyền hình của chúng ta sẽ được mừng sinh nhật bác Bảy mỗi năm cho tới 100 tuổi được không ạ? À? Dạ, tại con đã dọn về đây rồi, nhưng mà dọn về đây thì bận chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện con, chuyện cái đến trễ. Nhưng mà tấm lòng của con lúc nào cũng hướng về bác Bảy. Và hy vọng rằng bác Bảy nhận món quà trễ của con. Thay mặt gia đình thành thật cảm ơn cháu Ngọc Huyền. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi lưu chắc trước khi mời anh Công chị Lệ đại diện cho đặc biệt hai vị khách quý đến từ Việt Nam sẽ trao món quà này cho bác Bảy Văn Trung, thì xin anh Công cho một chút xíu ý kiến là anh sang Hoa Kỳ, anh thăm thì anh thấy tất cả các nghệ sĩ cải lương có mặt trong một buổi hôm nay trên đất Mỹ, ở một nơi xứ người, để thực hiện một chương trình cổ nhạc phương Nam và để đón chào sinh nhật của bác Bảy Văn Trung. Thì cái cảm xúc của anh như thế nào? Hôm nay tôi rất là vinh dự được có mặt tại cái nhân dịp sinh nhật của nghệ sĩ Văn Trung. Và tôi cũng rất là vui mừng khi mà được thấy tất cả những các anh chị em văn nghệ sĩ về đây với tinh thần đoàn kết và cùng nhau để giúp nhau để tiến bộ. Thì hôm nay tôi đến đây thì cũng may mắn và rất vinh dự được dự cái lễ sinh nhật của nghệ sĩ Văn Trung. Thì đây tôi cũng xin đại diện cho chị Ngọc Nữ xin tặng nghệ sĩ Văn Trung món quà.
trình thì chúng tôi muốn giới thiệu nữ nghệ sĩ Thanh Tâm. Dạ, Thanh Tâm xin cảm ơn. Và tiếp theo Thanh Tâm sẽ tặng bác trai và bác gái một câu vọng cổ trong cái trích đoạn vở cải lương Tình Sử Dương Quý Phi. Lộc Sơn ơi chưa nếm vị ngọt của quả lệ chi ta bỗng nghe thèm rơi nước mắt. Chợt nghe sáo em ru dịu dặt làm thơ mâm mảnh vũ y lạnh nhắc như đồng. Làm hồi sinh tâm sự tình chân thành hơn kẻ lào tua kinh thương. An Lộc Sơn ơi giờ đây tôi là một vương phi, còn người ôi nghẹn lời không nói được. Xúc động hôm nay đầy tình sao nở trước, biển cách sông ngăn không rời được nhớ thương này. Hơi gió lạnh vào cũng như giấc mơ, hôn bóng nghe lá lùng. Yêu ai sao cứ ngại ngùng rồi bâng khuâng. Điều cùng son viết bao chung tình. Lộc Sơn ơi bao nhiêu ngày lặn lội rủi dung, lòng kẻ cung son không quên người trên lưng ngựa. Mỗi quả trắng thơm biết bao tình chan chứa, ôi thương làm sao lòng dạ khách anh hùng. Dạ con xin hết.